Sau đây mình hướng dẫn sử dụng cái máy lọc không khí sát. Tại vì lúc mình bữa giờ áp nó sẽ hao. Đây ngồi. Đây là phiếu bảo hành. Mình xài mình điện cho tổng đài và kích hoạt bảo hành cho mình nha. Dở cái làm sao ra. Cái miếng này nè, mình phải xé ra, mình bỏ đi lại. Tháo cái miếng nylon ra, xong bỏ vô lại. Ấn nút khởi động. Này là chọn chế độ. Này chế độ ngủ. Đây là chế độ vừa. Và đây là ấn thêm cái nó sang chế độ mạnh. Rồi. Đây là chế độ hẹn giờ. 4 giờ là máy động, 4 tiếng là máy tự động tắt. 8 tiếng thì máy tự động tắt. Đó, ấn cái nữa là tắt, không có hẹn giờ. Yeah.